Alo, chào các bạn. Hôm nay chúng mình lại thưởng thức thiên nhiên của Thụy Sĩ trên con tàu Glacier Express, một con tàu kính gọi là như vậy bởi vì là ở cái phần trên các bạn sẽ thấy là nó không bị lấp kín mà nó sẽ có một lớp kính ở hai bên. Nào thì mình cùng ngắm thiên nhiên Đức từ Chur đến Zermatt và ngắm một chút về thành phố Zermatt, ngắm ngọn núi Matterhorn từ xa xa nha. Ở mỗi chỗ ngồi thì các bạn sẽ nhận được hai cái tai nghe và một số những cái brochure để các bạn có được các cái thông tin khi đi ở trên tàu, rồi là những cái quảng cáo về nước Thụy Sĩ, có cả hai cái giấy ăn. Cắm tai nghe vào đây. Và trên cái tàu này các bạn sẽ có bao nhiêu năng lượng, cái này cái giá mình các bạn cũng sẽ cảm nhận đầu tiên khi ngồi trên con tàu này là êm ru, nó trong veo, trong vắt. Các bạn cứ hình dung là như kiểu ở trong một cái lồng kính mà đi qua thiên nhiên bao vây ấy các bạn. Và mình ngồi trên cái tàu kính như này nhìn ra ngoài, trời ơi, đẹp kinh khủng khiếp các bạn ạ. Mình không biết có cái lời nào để có thể miêu tả nó đẹp như thế nào. Các bạn cứ thử đi một lần đi thì các bạn sẽ thấy mình nói không hề sai một chút nào đâu. Có lẽ ở trên video các bạn sẽ không hình dung được cái vẻ đẹp của nó ở bên ngoài như thế nào. Bao quanh các bạn đều là một màu xanh trắng, rồi tiếng nước và cái màu xanh của lá. Ôi mọi người ở đây thi nhau chụp ảnh các bạn ạ. Rất là đẹp, trời trong xanh, nắng nhưng không quá gắt, chứ trời mà nắng gắt thì chắc là mình sẽ thành thịt xuyên nướng trong vòng 6 tiếng hồ mất. Và bây giờ thì mình sẽ dừng lại cái trạm đầu tiên. Bọn mình sẽ dừng lại đây khoảng tầm 20 phút.
Các bạn có biết là một tháng người nông dân ở Thụy Sĩ kiếm được bao nhiêu không? Theo như thông tin mình đọc được ở trang Loan Check, một tháng người nông dân ở Thụy Sĩ sẽ kiếm được từ 4.000 cho đến 7.000 franken, tương đương với từ khoảng 100 triệu cho đến 180 triệu một tháng trước thuế, chưa kể là có những cái sự hỗ trợ khác của nhà nước. Còn ở Đức thì họ kiếm được khoảng tầm 1.700 một tháng, tương đương với gần 48 triệu một tháng. Ich habe wirklich vergessen zu essen. Ja, so gut. Đây là con tàu dành riêng cho khách du lịch thôi các bạn ạ. Rất tiếc là ngày hôm nay mình không thể đủ thời gian để có thể đi con tàu này. Vào dịp tới, gần nhất mình sẽ phải lên con tàu này đi thử xem như thế nào. Nhìn rất là ngầu đúng không? Trên đường đi thì mình cũng kể chuyện với các bạn một chút về Thụy Sĩ nhỉ. Và những cái điều này thì mình sẽ thường so sánh với Đức, bởi vì mình đang sống ở Đức mà. Khi đến Thụy Sĩ, kiểu Thụy Sĩ cực kỳ gọn gàng và có tổ chức luôn. Ở Đức ngày xưa cũng rất là gọn gàng, rất là có tổ chức, nhưng bây giờ thì mình thấy bớt đi rồi. Thì khi các bạn đến Đức ấy, ở những cái thành phố lớn sẽ tập tụ rất nhiều người vô gia cư, những người ăn xin ở ngoài đường cũng khá là nhiều. Nếu các bạn đã đến Frankfurt, các bạn đã đến Düsseldorf, các bạn đã đến Berlin thì các bạn sẽ để ý thấy. Còn khi mà mình sang Bern, sang Zurich hay là sang những cái thành phố, những cái ngôi làng nhỏ của Thụy Sĩ thì mình chưa nhìn thấy. Các bạn có biết là đến người Đức khi sang Thụy Sĩ thì họ vẫn được coi là người nước ngoài không? Mang tiếng là ở Thụy Sĩ nói tiếng Đức, nhưng người Đức sang Thụy Sĩ chả hiểu cái gì hết. Bởi vì ở Thụy Sĩ người ta nói tiếng Đức Thụy Sĩ. Các bạn hình dung là tiếng Đức Thụy Sĩ trong tiếng Đức được gọi là Schweizer Deutsch. Còn ở Thụy Sĩ người ta nói cái từ đấy là Schweizerdeutsch. Các bạn nghe đã thấy khác nhau đúng không? Nếu mà các bạn nào mà học tiếng Đức thì các bạn đã thấy hai cái từ này được đọc một cách khác nhau rồi. Và người ta còn có hẳn của một quyển từ điển tiếng Đức
và tiếng Đức Thụy Sĩ cơ mà. Ở Thụy Sĩ là đất nước có 4 ngôn ngữ, hơn 63% người Thụy Sĩ nói tiếng Đức, sau đó là tiếng Pháp, sau đó nữa là tiếng Ý, và ít nhất chỉ có chưa đến 1% là người ta nói ngôn ngữ Rhetoromanisch mà thôi. Bây giờ là 16:30. Mình đã ngồi ở trên tàu được 4 tiếng rưỡi rồi các bạn. Mà mình không hề thấy mệt các bạn ạ. Bình thường mà đi tàu thì bình thường 4 tiếng rưỡi là ngồi bắt đầu thấy mệt rồi. Mà mình không thể ngồi ngược được nhá. Nhưng ngồi trên cái tàu này mình lại ngồi ngược được. Mình không hiểu tại sao lại vậy. Hay là vì nó đẹp nên quên mất cái sự chóng mặt rồi. Ngồi tàu bình thường sao mình xuôi theo tàu. Chứ mình mà ngồi ngược là chóng mặt không hiểu một đôi. Nhưng mà ngồi trên tàu này kiểu chạy nhảy đi lại rồi ngồi ngược thoải mái. Ở Thụy Sĩ không có cái gì là miễn phí hết. Cái gì các bạn cũng phải trả tiền. Tuy nhiên có nước là các bạn có thể dùng miễn phí. Ở đâu các bạn cũng có thấy nước ở ngoài đường ấy. Các bạn cứ nhìn thấy những cái giếng mà có vòi là hầu hết những cái nước đấy các bạn đều uống được. Và từ lúc sang châu Âu, sang Đức, sang Thụy Sĩ và một số những cái nước châu Âu khác thì mình mới uống nước vòi. Các bạn thường nghe thấy là nước không mùi không vị đúng không? Nhưng nước ở đây là bắt đầu có vị các bạn ạ. Nước vòi của Thụy Sĩ còn ngon hơn cả nước đóng chai, uống rất mát, rất mượt và rất ngon. Và khi các bạn vào nhà hàng mà các bạn gọi nước lọc không có ga, người ta cũng sẽ lấy cho bạn nước vòi. Và nước vòi các bạn cũng sẽ phải trả tiền. Thụy Sĩ là một đất nước có tính dân chủ rất cao và mọi điều kiện thuận lợi, mọi điều tốt đẹp nhất là dành cho người dân của Thụy Sĩ. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là ở trên đường phố của Thụy Sĩ người ta rất hay treo cờ, đúng không? Thụy Sĩ là nhất và người dân của họ là nhất. Kể cả trong hệ thống chính trị của Thụy Sĩ, người dân đóng một vai trò rất quan trọng. Người dân là người quyết định bầu cử hay là bãi nhiệm bất cứ một cái điều lệ nào, một điều luật nào đó của nước Thụy Sĩ. Để có một cơ hội làm việc ở Thụy Sĩ thì cực kỳ khó. Phần lớn là những cái cơ hội làm việc đấy dành cho những người ở vị trí quản lý hay là những vị trí ở cấp cao, hay là những cái vị trí hay những công việc mà không có một ai ở Thụy Sĩ người ta làm. Đối với những người không thuộc khối EU, châu Âu thì cái việc tìm được một công việc ở Thụy Sĩ là cực kỳ khó. Mọi cơ hội đều dành cho những người Thụy Sĩ các bạn ạ. Nếu trong một công ty có những người nước ngoài thì những người nước ngoài phải cố gắng cực kỳ và người ta phải thực sự là đỉnh của đỉnh, gọi là đỉnh của chóp đấy, thì người ta mới có thể có những cái cơ hội thăng tiến được. Chọn giữa hai người cùng ngang nhau thì hiển nhiên người ta sẽ chọn người Thụy Sĩ rồi. Các bạn thấy phong cảnh của Thụy Sĩ thế nào? Đi qua dãy núi Alper này các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn comment cho mình một cái xem nào. Các bạn xem đến 15 phút đồng hồ rồi. Các bạn thử phát biểu cho mình một câu xem nào. Mình ngồi edit video mình vẫn cảm thấy thật là may mắn khi được đi cái chuyến tàu này các bạn ạ.
các bạn có thấy ở Tiamat là một thành phố nằm ở Canton. Canton là như kiểu dạng một tiểu bang ấy, tiểu bang Valais ở miền nam Thụy Sĩ. Và ở thành phố Tiamat thì là một thành phố không có ô tô, gọi là thành phố autofrei, nghĩa là thành phố không có ô tô. Chỉ có những phương tiện xe điện của các khách sạn hay của các nhà hàng thì mới được đi vào mà thôi. Những cái xe phương tiện cá nhân thì phải đỗ ở cách đó khoảng tầm 5 cây. Đến chính những người dân ở đây cũng không được đi ô tô luôn. Các bạn nhìn thấy cái này không? Đây là dao bỏ túi đúng không? Dao bỏ túi của Thụy Sĩ thì chắc các bạn cũng biết rồi, rất là nổi tiếng đúng không? Với cái độ bền và độ sắc và độ đẹp của nó. Có bạn nào thích mua những cái bé búp bê này không? Thật sợ được. Nhìn kiểu như kiểu trong phim mạng. Thì các bạn có mấy cái búp bê này trong nhà mình phát ghi. McDonald's. Mình để ý là cả ngày hôm nay có mỗi mình là người Á các bạn ạ. Còn đi suốt từ cả ngày hôm nay, từ lúc đi ra ngoài đường, lên tàu và ở cả thành phố này, mỗi mình là người Á. Mình hiện tại đang là độc nhất vô nhị ở cái thành phố này đây. Bảo sao đi trên đường mọi người cứ nhìn lạ mà. Hoặc là ví dụ như là hôm trước mình đi lên trên tàu, thế là cái bọn học sinh ấy, nó nhìn mình như kiểu là mình nhìn hội Tây ở nhà ngày xưa ấy. Mà khi mình nhìn cái Tây là mình kiểu như thằng thùy Tây kia Tây kia ấy, thì cái hội trẻ con nó nhìn mình nó cũng kiểu kia kiểu người nước nào ấy. Thế sau đó chúng nó quay ra chào mình. Đến thành phố này thì các bạn tha hồ ngắm những ngôi nhà cổ. Trên ban công của những ngôi nhà là những chùm hoa đỏ, xanh, mang một cái màu rất là đặc trưng của các ngôi làng nhỏ cổ của Thụy Sĩ. Khi mà đến cái thành phố như này và nhìn những cái tòa nhà màu nâu nâu này, mình lại nghĩ đến Sapa. Nó giống như kiểu cái thành phố nhỏ ấy, những cái góc nhỏ Sapa ấy. Không phải là giống 100%, nhưng mà nhìn kiểu như là như thế nào nhỉ? Nó khác hẳn với cả trên thành phố ấy. Đã bạn nào đi Sapa chưa? Định mua cốc sữa chua đá mà chờ lâu quá nên là thôi, mình cũng không mua nữa. Theo thống kê của năm 2008 thì thành phố Tiamat thì chỉ có 5.775 người dân mà thôi, với tổng diện tích là 242,91 km². We'll be right back.
Ở Thụy Sĩ người ta cũng không thích dùng đồ nhập khẩu đâu các bạn. Người ta chỉ thích dùng đồ của người ta thôi. Nghĩa là người ta chỉ thích dùng đồ made in Thụy Sĩ mà thôi các bạn ạ. Và đồ made in Thụy Sĩ thì chất lượng không cần phải bàn đến. Dùng 10 năm không thèm hỏng cho. Các bạn có để ý tất cả những cái ngôi nhà này đều có tên để ở phía trên không? Mỗi ngôi nhà đều có một cái tên riêng. Nhìn những ngôi nhà kiểu này hơi giống phim kinh dị. Đẹp một cách kinh dị. Nó đẹp như thế các bạn ạ. Kiểu nó vừa cổ cũ nhưng mà lại vừa mới. Sờ các cái nhà nó không hề có một tí bụi nào luôn. Đẹp quá trời, cứ ngồi ngắm thôi. Các bạn nào đi thích ngắm thiên nhiên không? Các bạn mà thích thiên nhiên ấy thì các bạn phải đi Thụy Sĩ. Mỗi tội nó hơi chát các bạn ạ. Các bạn cứ tính thế nào nó sẽ đắt gấp 3 gấp 4 lần ở nước Đức. Và đây là ngọn núi Matterhorn, là một trong những ngọn núi đẹp nhất thế giới. Ngọn núi này có độ cao là 4.478m, là ngọn núi cao nhất trong dãy núi Alps. Nhìn từ xa xa các bạn đã thấy cái hình ảnh của nó rất đẹp. Mình không hề dùng filter hay dùng bất cứ một cái gì để chỉnh cái ảnh này cả. Còn đây là thùng rác các bạn ạ. Nhìn đẹp mà thùng rác thì vẫn là thùng rác thôi. Thúi thúi. Vậy là kết thúc chuyến đi của mình ngày hôm nay rồi. 5-6 tiếng ở trên tàu và vài tiếng đi quanh cái làng ở đây. Mới đâu là chúng mình cũng định là lên cao hơn nữa, lên trên chỗ núi. Nhưng mà xa quá đấy, cũng không có thời gian nữa. Bây giờ bọn mình là đi, nghĩa là 8 giờ mà bắt tàu về nhà thì khoảng tầm 11 rưỡi là mình sẽ về đến Zurich. Rất là mỹ mãn, quá đẹp luôn. Ok, mong là các bạn thích những cái chia sẻ này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. This is next time. Tính mình đi chỉ là buổi sáng thôi. Còn đây là cái tàu bình thường này. Nếu mà các bạn mà không đóng thêm 50 euro nữa thì các bạn sẽ đi tàu này để ngắm toàn bộ nước Đức, toàn bộ Thụy Sĩ. Đấy, nên là thêm 50 euro nó cũng đáng. Các bạn đã
thấy sự khác biệt chưa? Giữa tàu buổi sáng và tàu buổi chiều chưa? Đây là tàu bình thường. Tàu buổi sáng, tàu đặc biệt nó là Express. Đi xong mà vã rời hết cả chân các bạn ạ. Tàu từ Ben có thông báo là bị muộn 15 phút, nhưng mà không lo, đã có tàu khác thay thế ngay lập tức các bạn ạ. Trời ơi, sao mình thích vậy. Ok các bạn, lại là ok tiếp theo. Chuyến đi du lịch tàu kính Glacier Express đến Semat đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video du lịch Thụy Sĩ tiếp theo nha. Peace to next month. Tschüssi.